等到小时候被去堆堆了。OK， 我那烦恼个呢，西藏跟个吧呢，咱个这边都好习惯十八个呀，可能农家。这几种车多少了呢？已经大家种了呢。路呢也好怕雨啊，摊子好怕雨的呢。没说就没说嘛，这车第二的破了路呢。也有熊了，都多么乱满的点，可等到堵了。再给呢是嘛，路呢那风是去抽的。你老叫马路街头给人家老是买，好了，大脑的就不论见大脑了么？可能要好啊，不提了，哦，提着路发了，不提路中提了啊，那说也说不提路头提靠了，就没留拉下提来去。lò cho lũ nó, người ta biết tôi nó một cái lũ nó thế nào, họ bé anh chỉ chết rồi ta chúng ta, cho nó lấy chết rồi ta chúng ta nữa. Chứ là nay thì đang lừa tập lũ trong nào hả? Cái bình cứ lử, chờ thanh trả thế cho họ phụ bài phụ mà sao tuần gì thế nào nữa? Oh!